Tất cả pháp đẳng chánh giác, pháp Như Lai, pháp tự nhiên giác, pháp trí nhất thiết của hết thảy các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và hàng thanh văn độc giác, thế gian, trời người, A Tố Lạc vân vân đều không thể nghĩ bàn, không thể tính lường, vô số lượng không gì sánh bằng. Thiện hiện do nhân duyên này nên tất cả pháp chánh đẳng giác, pháp Như Lai, pháp tự nhiên giác, pháp trí nhất thiết của hết thảy các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đều không thể nghĩ bàn, không thể tính lường, vô số lượng không gì sánh bằng. Khi Phật thuyết phẩm không thể nghĩ bàn, không thể tính lường, vô số lượng không sánh bằng như thế, trong chúng có 500 bí xô không còn các lậu, tâm được giải thoát. Lại có 200 bí xô ni cũng đoạn các lậu, tâm được giải thoát. Lại có 600 ô ba sách ca thiện nam đối với các pháp gia trần địa cấu sanh tịnh pháp nhãn. Lại có 300 ô ba tư ca tí nữ đối với các pháp cũng sa trần lìa cấu sanh tịnh pháp nhãn. Lại có 2000 đại bồ tát được vô sanh pháp nhẫn, trong hiển kiếp sẽ được Phật thọ ký. Hết quyển thứ 443.